Thưa quý vị, đến trung tâm đào tạo lái xe đòi lại tiền đóng học phí ngay trước ngày thi nhưng không được giải quyết, nam thanh niên bực tức đập phá đồ đạc tại trung tâm sát hạch lái xe. Người này ngay sau đó bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ. Trước đó khoảng 11 giờ 15 phút ngày 25 tháng 7, Phan Ngọc Hải Đăng, sinh năm 1994, ngụ thành phố Thủ Đức, cầm gậy sắt đến tìm trung tâm sát hạch lái xe trên đường Nơ Trang Long đòi lại tiền học phí đã đóng để tham gia khoa học lái xe. Nhân viên cho biết trong danh sách sát hạch vào ngày 26 tháng 7 đã có tên của người này. Do không có thẩm quyền giải quyết vấn đề nên đã liên hệ lên phía quản lý và trưởng phòng để phối hợp giải quyết, nhưng học viên không phối hợp mà một mực đòi lại tiền. Người này sau đó cầm thanh sắt đến bàn làm việc của nữ nhân viên để lục lọi. Thấy sợ hãi, nữ nhân viên tháo chạy ra ngoài. Một lúc sau do không thấy tiền nên thanh niên đã dùng cây sắt đập phá camera, tivi, máy tính cùng nhiều thiết bị khác bên trong. Sau khi gây án rời đi, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 25 triệu đồng. Ngay sau đó, đội cảnh sát hình sự công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Đăng và đang lấy lời khai để làm rõ.